Thì bây giờ chúng ta bắt đầu với cái bài tập đầu tiên. Và trong khi khảo sát cái bài tập thì chúng ta cũng nhắc lại những số tính chất mà chúng ta đã khảo sát trong lý thuyết để chúng ta áp dụng vào trong cái phương pháp giải. Thế bây giờ bài tập thứ nhất á, người ta cho mình một cái mạch 3 pha gồm nguồn áp 3 pha cân bằng, thứ tự thuận, đấu sao. Cho nên đọc cái này chúng ta thấy rõ là cái nguồn áp bao giờ cũng phải có 3 tính chất cân bằng, luôn luôn là nó cân bằng. Cái thứ hai nữa là thuộc dạng thứ tự gì, thuận hay nghịch, và nó đấu theo sơ đồ nào. Trên một cái nguồn áp 3 pha khi đặt ở trong bài toán thì luôn luôn phải có 3 cái tính chất. Và như vậy đó thì người ta cho mình cái nguồn áp làm chuẩn đó, VAN là 240V hiệu dụng và góc pha ban đầu lấy bằng 0. Thì như vậy ở ngay chỗ này chúng ta hiểu ra 5 cái mức điện áp còn lại, tức là 2 cái mức điện áp pha VBN, VCN và 3 cái mức điện áp dây VAB, VBC và VCA đều có thể dựa vào giá trị này để suy ra. Thì cái đó nếu mà chúng ta đọc lý thuyết chưa vững thì chúng ta nhớ chúng ta xem lại. Bài toán này người ta cho mình cái tổng trở đường dây không đáng kể, tức là để đơn giản hóa bớt bài toán, tức là Z dây bằng 0. Và như vậy các cái tải 3 pha đều ở trạng thái cân bằng, đấu sao. Thì cái nhóm tải thứ nhất á, nó sẽ có cái tổng trở pha phức ở trên mỗi nhánh của hình sao á, là ZL1 là 16 cộng 12G. Như vậy mình nhìn vô mình phải hiểu đây là tải có tính cảm, đúng không? Và cái tải đấu sao thứ hai đó có cái tổng trở pha phức của mỗi cái nhánh hình sao á, là ZL2 là 18 cộng 24G. Tải này cũng có tính cảm. Bây giờ trước khi mình nhận xét bài toán thì mình đọc coi người ta hỏi mình những cái vấn đề gì. Thì ở đây người ta hỏi mình dòng pha hiệu dụng qua mỗi pha của mỗi tải. Có nghĩa là người ta hỏi những cái dòng đi ở trên các cái dây A tới N1, B tới N1, C tới N1, hoặc là A tới N2, B tới N2, hoặc là C tới N2 trên mỗi nhánh của cái tải đấu sao. Và ở đây đó người ta chỉ hỏi dòng hiệu dụng thôi, chứ người ta không có hỏi đến cái dòng phức, tức là mình không cần phải xác định cái được gọi là đối số của dòng phức. Câu B đó thì bây giờ người ta mới hỏi là dòng dây phức IB nhỏ B lớn từ nguồn cấp đến tải tổng hợp. Tải tổng hợp có nghĩa là gồm hai cái tải đấu sao này phối hợp lại với nhau. Rồi tiếp theo là hỏi hệ số công suất của tải 3 pha tổng hợp. Ở chỗ này phân biệt nha. Thí dụ như ZL1 là 16 cộng 12G á, thì chúng ta biết được ở đây đó cái suất của nó ở đây là 20, phải không? Tại vì coi như 16 cộng 12 tức là 2 lần của 8 cộng 6G, thì suất đó là 10 nhân 2 là 20. Cho nên cái tải này sẽ có cốt suy riêng nó đó là 0,8. Còn cái tải thứ hai còn lại đó thì nó sẽ có một hệ số cốt suy khác, nhưng mà cả hai tải này khi phối hợp lại thì nó sẽ có một cái cốt suy tương đương cho cái tải tổng hợp. Và người ta hỏi cái hệ số công suất đó. Và cuối cùng là người ta hỏi công suất phức tiêu thụ của cả hai cái tải này khi nó phối hợp lại với nhau, thì người ta gọi cái đó là tải 3 pha tổng hợp. Rồi thì cái đó là cái nội dung của bài tập thứ nhất. Thế bây giờ mình lưu ý điểm này. Tất cả những cái bài toán ở trong cái phần trước đó thì nó là cái bài toán mô tả cái cách ứng dụng và sử dụng những công thức cơ bản. Trong đó có những cái bài toán hết sức phức tạp để giúp chúng ta hiểu trong những cái điều kiện giải tổng quát. Thì những cái bài toán đó, mục tiêu của nó đó là nhằm để giải quyết các cái ý nghĩa của các cái nội dung được giảng trong lý thuyết. Thì những cái bài toán phức tạp như vậy đó thì nó chỉ có giá trị giúp cho mình hiểu được cái nguyên tắc thôi. Và đi thi thì thường không bao giờ người ta hỏi những cái bài phức tạp như vậy. Cho nên đó mình chỉ đọc qua một lần để mình hiểu, rồi sau đó mình
có thể bỏ qua trong khi mình luyện tập những cái bài tập để mình làm bài toán khi chúng ta đi thi cuối kỳ hoặc là chúng ta kiểm tra. Còn những cái bài tập ở trong cái nội dung hôm nay là những cái bài toán chắc chắn có thể gặp trong tất cả các kỳ thi. Cho nên đó mình phân biệt hai cái điều này nó khác nhau. Có những bài tập giúp cho mình hiểu được nguyên tắc lý thuyết, nhưng mà có những bài tập thường thường nó sẽ xuất hiện ở trong cái đề thi vì cái cách giải của nó không có phức tạp lắm, nhưng mà nói có thể trắc nghiệm được là cái người đi học có hiểu được hay không. Rồi thì như vậy bây giờ trong tất cả những nội dung lý thuyết thì người ta chỉ cho một buồng với một tải, thế bây giờ bài tập này người ta cho hai tải à, thì chúng ta nhớ lại những vấn đề cơ bản như vậy. Nếu cái mạch điện 3 pha nguồn áp cân bằng, tổng trở đường dây bằng 0, tải 3 pha đấu sao cân bằng, thì như vậy tính chất thứ nhất là trung tính của nguồn và trung tính của tải đẳng thế. Cho nên không cần nối cái dây trung tính liên lạc giữa trung tính nguồn với trung tính tải. À, nếu bài toán đó chỉ có một cái tải thôi thì chúng ta có tính chất đó. Và như vậy thì cái trung tính nguồn với trung tính tải là hai điểm đẳng thế, cho nên chúng ta có thể thay một cái mạch 3 pha cân bằng bằng 3 mạch 1 pha tương đương. Cái đó là những nội dung lý thuyết mà mình đã làm. Thế bây giờ nếu nó gắn thêm một cái, nối thêm một cái tải giống như cái sơ đồ này thì xử lý như thế nào? Đó, thì cái đó là những cái nội dung mà người ta tăng cường. Và như vậy là mình phải làm sao và mình có thể áp dụng lý thuyết để mình triển khai và mình suy ra cái phương pháp giải. Thành ra do đó cái này nó khó hơn là so với cái trường hợp của cái bài tập mà thí dụ đơn giản trong lý thuyết. Thế bây giờ mình nói cái phương pháp giải phải không? Thì như vậy mình chuyển đổi cái mạch 3 pha này thành 3 mạch 1 pha tương đương. Và cái phương pháp giải của mình ở đây là mình dựa vào cái phương pháp điện thế nút và mình chọn cái trung tính của nguồn làm nút chuẩn. Thì như vậy bây giờ nếu mà mình coi như cái bài toán của mình như vậy thì tổng cộng chúng ta để ý các cái điểm A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ là những điểm không phải là nút. Ngoài ra chúng ta còn lại đó, chúng ta có tổng cộng là 6 nút. A lớn, B lớn, C lớn, N là nhỏ trung tính nguồn, N1 lớn, N12 là các trung tính tải. Đúng không? Và đồng thời giữa các cái nút A và N nhỏ, B lớn, N nhỏ, C lớn, N nhỏ chỉ chứa riêng những cái nhánh mà có cái nguồn áp. Cho nên chúng ta có 3 cái siêu mắc lưới. Như vậy ở đây chúng ta có tổng cộng là 6 nút, 3 siêu mắc lưới. À, thì như vậy chúng ta đem 6 trừ 1, còn lại là 5, 5 trừ cho 3 thì còn lại là 2. Như vậy có nghĩa là mình chỉ cần viết hai phương trình là mình có thể giải quyết bài toán tổng quát ở đây. Cái đó là cái cách mà chúng ta áp dụng lý thuyết để chúng ta nắm được vấn đề. Thì như vậy bây giờ tôi sẽ viết các cái phương trình điện thế nút ở tại cái nút N1 và N2 để chúng ta coi cái chuyện gì xảy ra. Đây là bài toán giải tổng quát, không? Đây là cái nguyên lý. Như vậy thì ở đây nếu mà cái mạch này có 3 cái siêu mắc siêu nút ha, siêu nút có 3 siêu nút ở đây, thì như vậy ở tại cái điểm A lớn với N nhỏ này là hai cái vị trí mà nó ứng với cái đầu dương của cái nguồn áp VAN nối về A lớn và đầu trừ này nối về N nhỏ. Thành ra cái điện thế tại nút A lớn này bằng VAN, điện thế tại nút B lớn ha, so với nút chuẩn là N nhỏ đó thì bằng VBN, và điện thế tại cái nút C lớn so với N nhỏ bằng đúng nguồn áp VCN, nó bằng đúng các cái nguồn áp pha của cái tải hay là của cái nguồn đóng hình sao. Như vậy thì tại N1 mình sẽ có cái phương trình nút như sau. Ở đây có tất cả là 3 nhánh thôi, thì như vậy ở đây là VN1 là điện thế tại nút N1 trừ đi cho VA chia cho ZL1 là dòng từ N1 đi về A lớn. Rồi sau đó VN1 trừ cho VB chia cho ZL1 và cuối cùng là VN lớn 1 trừ đi VC lớn chia cho ZL1 bằng 0.
đó là cái phương trình điện thế nút tại N1. Nhưng mà do cái điều kiện là mạch này nó cân bằng, cái tải này cân bằng, ba cái tổng trở này giống nhau, là chúng ta có thể đơn giản đi ha, trên cái phương trình này. Và sau đó chúng ta cộng lại thì như vậy là 3 lần VN1 bằng VA cộng VB cộng VC. Nhưng mà cái VA cộng VB cộng VC chính là VAN cộng VBN cộng VCN, thì ba cái giá trị áp phức của nguồn áp 3 pha khi cộng lại thì nó bằng 0. Cho nên mình chứng minh được một điều á, là cái điện thế tại N1 này so với N này nhỏ là bằng 0, hay nói cách khác là N1 này với N đẳng thế, tức là nó đồng điện thế với nhau và nó trùng với nhau. Thì cái này cũng tương tự giống như lý thuyết thôi. Bây giờ mình tiếp tục mình khảo sát tại cái nút N2. Bây giờ như vậy đó, thì ở tại cái nút N2 mình cũng chỉ có 3 cái nhánh thôi, thì mình có 3 cái tỷ số. Tỷ số để xác định cái dòng điện từ N2 này chạy về A lớn đó là VN2 trừ đi VA lớn chia cho ZL2. Tương tự, dòng đi từ N2 về điểm B lớn thì bằng VN lớn trừ VB chia cho ZL2. Và cuối cùng chúng ta có VN2 trừ cho VC lớn chia cho ZL2 là dòng từ N2 đi về C lớn đối với cái tải thứ hai. Thì cái này chúng ta cũng thấy mẫu số nó giống nhau, chúng ta đơn giản đi và thu gọn lại thì cuối cùng chúng ta cũng có cái kết quả nha, là 3 lần VN2 thì bằng VA cộng VB cộng VC, mà ba cái nguồn áp này cộng lại giống như trường hợp trước nó bằng 0, cho nên VN2 cũng bằng 0. Và mình kết luận N2 cũng đẳng thế với N. Như vậy tóm lại 3 điểm N, N1, N2 là 3 điểm đẳng thế, hay là ba cái nút này có thể xem như trùng với nhau. Trên từ cái chỗ này mình sẽ suy ra cái mạch 3 pha tương đương cân bằng này sẽ được thay bằng 3 mạch 1 pha tương đương như sau. Được chưa? Nếu chúng ta nối lại ba cái điểm N1, N2 cho nó trùng nhau thì như vậy cái mạch của chúng ta sẽ có thể thay bằng 3 mạch tương đương vẽ riêng ở bên dưới cho từng pha như vậy. Thì cái này cũng dễ vẽ lắm, mình làm sao mình vẽ VN ở đây N1 và N2 với N nhỏ cho nó trùng với nhau. Rồi sau đó chúng ta mới nhìn ha, cái nguồn VAN ở đây là A nhỏ này, ở đây A lớn. Thì như vậy từ A đi qua N1 là ZL1 và từ A đi qua N2 là ZL2. Vậy thì mình coi như hai cái tải này đấu sao, nhưng mà thật sự về mặt tương đương một pha là hai cái nhánh tải này đương song song với nhau. Như vậy có nghĩa là từ đây về sau khi mình gặp cái bài toán mà cái trạng thái này thì mình hiểu rằng hai cái tải đấu sao đó thực chất là đương song song, và các cái trung tính nguồn và trung tính tải đương coi như đẳng thế và nó trùng với nhau. Thì cái này là mình dùng lý thuyết để mình chứng minh. Nhưng mà khi mình chứng minh xong rồi thì tới khi mình làm toán về sau thì mình hiểu là nó sẽ tương đương như vậy, và mình tính thẳng luôn chứ không cần phải chứng minh lại nữa. Còn bây giờ khi mình đương khảo sát thì mình phải chứng minh để mình thấy rõ cái sự kiện này. Đó, thì cái đó là cái phương pháp giải cho cái bài tập thứ nhất nếu nó rơi vào trong cái tình huống này. Thì cho nó cũng dễ dàng thôi chứ nó cũng không có gì khó khăn lắm. Nhưng mà phải chứng minh rồi mới giải, chứ không phải là nhào vào là đưa vào là chúng ta giải liền, mà chúng ta làm như máy nhưng mà chúng ta không hiểu được nguyên lý. Thật ra cho đó bắt buộc phải hiểu rồi sau đó chúng ta mới làm. Thì như vậy cái mạch tương đương mỗi pha mình bây giờ là một cái mạch một pha cơ bản như thế này, cái giá trị này có hết rồi và tổng trở người ta cũng cho rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ mình có thể tính được câu thứ nhất là dòng pha hiệu dụng. Người ta chỉ hỏi dòng pha hiệu dụng thôi chứ người ta không hỏi dòng phức. Thì như vậy dòng pha hiệu dụng qua mỗi cái pha của mỗi tải thì nguồn VAN này chuẩn người ta cho là 240 acuman 0, ZN là 1 phức là 16 cộng 12 G, thì mình đổi ra dạng cực là 20, ở đây là 36 độ 87, có nghĩa là hệ số công suất của tải thứ nhất này là cos của nó là 0,8 trễ. Và ZNL2 là 18 cộng 24 G, tức là suất nó là 30. Và như vậy đó thì cái góc pha của tải đó là 53 độ 13,
cho nên hệ số công suất của cái tải thứ hai là 0.6. Okay. Hai cái tải này đều có tính cầm. Vậy thì giờ mình ứng dụng theo cái tính chất của cái mạch điện xoay chiều thôi. Nếu muốn tính dòng hiệu dụng qua mỗi cái nhánh tải ở đây, thì chúng ta chỉ cần đem áp hiệu dụng của nguồn cung cấp chia cho giá trị của tổng trở của mỗi nhánh. Thì như vậy cái dòng pha thứ nhất hiệu dụng bằng áp pha hiệu dụng là 254 chia cho tổng trở là 20 thì nó ra 12A. Đó là cái nhánh mà có ZL1 thì nó sẽ có cái dòng hiệu dụng đi qua là 12A. Và tương tự như vậy thì mình đem cái điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu của cái tải thứ hai cũng là 204. Mình chia cho tổng trở nhánh thứ hai là chia cho 30 thì nó ra 8A. Được chưa? Như vậy thì ở đây là dòng hiệu dụng ở đây là 12, dòng hiệu dụng ở đây là 8. Nhưng mà chú ý, dòng dây là tổng của hai cái dòng pha này, nhưng mà đó là tổng theo giá trị phức cũng như là tổng theo dạng vector, cho nên không phải dòng thứ nhất này 12, dòng thứ hai này là 8, thì đem hai cái này cộng lại chỗ này ra là 20. Không đúng, đừng lộn chỗ này, vì tất cả những cái bài toán này đơn giải theo cái dạng phức, và các cái đại lượng đó thì coi như tương đương cộng các cái dòng điện là giống y như là cộng vector. Đó là cái câu thứ nhất, đúng không? Bây giờ để thấy được cái điều này đó thì người ta mới hỏi cái dòng phức IB nhỏ B lớn là trên đường dây cấp tới tải tổng hợp. Như vậy có nghĩa là dòng này sẽ được tính dựa trên cái mạch của cái tương đương của cái pha mà chứa những cái đại lượng thuộc về cái nhóm của pha thứ hai là pha B. Đây, dựa vào cái mạch này. Rồi, như vậy nếu dựa vào mạch này thì đầu tiên là có điện áp của cái nguồn chuẩn là VAN là 204 Acumen 0. Vậy thì cái nguồn thứ hai trong hệ thống này dựa theo tính chất thứ tự thuận, tức là các cái pha này liên tiếp chậm pha 120 độ, thì mình suy ra VBN là 204, phải không? Trừ đi 120. Cho nên do đó chính cái tính chất thứ tự đó nó đã xác định cái góc lệch pha cho cái pha thứ hai nếu so với pha chuẩn. Thế bây giờ ở đây đó muốn tìm cái dòng điện này thì mình thấy ở đây là một tổng trở phức, ở đây một tổng trở phức, vậy có thể thay thế hai tổng trở phức này bằng một tổng trở phức tương đương ghép song song, đúng không? Giống như cái bài toán phức của bạch xoay chiều một pha thôi, không có gì khác hết. Thì như vậy đó, mình mới đem hai cái tổng trở ZL1 và ZL2 đó nhân với nhau rồi chia cho tổng phức của ZL1 và ZL2 thì ra được tổng trở phức tương đương. Vì cái mạch này song song nhưng mà có hai nhánh thì mình có quyền dùng cái công thức đơn giản này. Và bây giờ mình thế số vào thì như vậy nó sẽ ra được kết quả ở đây. Số nó không có đẹp lắm, đúng không? Và nhớ là khi làm toán sau khi nhân chia rồi thì trên cái máy tính mình nó sẽ ra được cái dạng dòng phức, nhưng mà theo dạng đề cạc thì phải nhớ đổi sang dạng cực bằng cái máy tính calculator của mỗi người, đúng không? Thành ra cái đó là cái chuyện mà mình đã nhắc nhở từ chương số 2 rồi. Thì bây giờ nếu có được cái xét phức tương đương là thay hai cái tổng trở này bằng tổng trở tương đương, đúng không? Vậy thì cái dòng IB nhỏ B lớn phức này bằng là VBN chia cho Z phức tương đương. Thì cái bài toán này mình làm đơn giản thôi, đem 204 chia cho 12.117, cái đó là tổng trở tương đương của hai cái nhánh song song, thì nó sẽ ra được là 19.807, đúng không? Con số này nó không giống như con số nãy mình dự đoán 12 cộng 8 không phải là 20, mà cái này ra 19.807. Và đem hai cái góc pha của tử này nè, pha hát u măng của tử trừ cho hát u mẫu, nó sẽ ra trừ 163 độ 36. Vậy đây là cái dòng phức đi trên cái đường dây từ B nhỏ đến B lớn, được chưa? Đó là câu thứ hai. Cái câu thứ ba người ta hỏi đó là hệ số công suất của cái tải ba pha tổng hợp. Mỗi tải này nó sẽ có một cái hệ số công suất, nhưng mà khi nó ghép song song thì cái tổng trở tương đương của nó sẽ có một hệ số công suất khác.
Thành ra như vậy đó, nếu mà mình nhìn cái tổng trở phức tương đương mà khi chúng ta ghép song song của hai cái nhánh tải thứ nhất và thứ hai, thì như vậy ở đây cái con số này mình quy theo cái dạng cực thì nó sẽ có cái đối số là 43 độ 363. Vậy thì như vậy cái hệ số công suất của cái tải tổng hợp thì nó sẽ là cos của argument của z phức tương đương theo đúng cái định nghĩa của tổng trở phức. Thì như vậy mình tính cái hàm cos ở đây thì nó sẽ ra được là 0,727, nhưng góc này vẫn là dương, thành ra 0,727 này là 0,727 trễ. Rồi, đó là câu thứ ba. Cái câu cuối cùng á, là người ta hỏi cái công suất phức tiêu thụ bởi toàn bộ hai tải ba pha. Thì cái này nó có nhiều cách làm lắm. Có thể là mình tính riêng từng mỗi cái nhóm tải, rồi sau đó mình đem hai cái nhóm tải mình cộng lại công suất phức của hai nhóm đó, mình cộng lại thì cũng ra công suất phức tổng. Cái đó là định luật bảo toàn công suất phức. Và cũng có thể để cho nó đơn giản thì mình dựa trên cái tổng trở tương đương này mình tính luôn. Nha, có nhiều cách làm. Thì đây là cái phương pháp thứ nhất. Chúng ta dựa theo cái dòng B nhỏ, B lớn, phức ha. Hoặc là dựa theo cái dòng IBN. Ở đây IB nhỏ, B lớn này nè. Mình mới nhân cho 3 lần VBN. Thì như vậy ở đây đó, mình đem cái VBN là phức nhân cho Y. Cái này là B nhỏ, B lớn chứ không phải BN. IB nhỏ, B lớn, phức liên hợp ha. Thì như vậy ở đây khi mình làm cái liên hợp thì nó sẽ ra được cái kết quả như vậy. Thì khi nó ra như vậy đó thì mình nhớ là phải nhân 3 lần, tại vì ba cái mạch này tương đương giống nhau. Và như vậy thì cái phần thực của cái công suất phức tính ở đây trên cái dòng dây phức tổng hợp thì cái thành phần thực á, là công suất tác dụng. Cái thành phần ảo là công suất phản kháng. Và suất của công suất phức là công suất biểu kiến. Phương pháp thứ hai, nếu chúng ta không dùng công suất phức, chúng ta có thể đem cái z tương đương đó nhân cho bình phương của cái dòng IBN, tức là dòng B nhỏ B lớn hiệu dụng. Thì cái trị số nó là 19,807 bình phương nhân cho tổng trở phức thì nó cũng ra công suất phức của ba pha. Thì kết luận này nó cũng giống nhau. Hoặc là mình nhớ cái phương pháp thứ ba, mình nhìn trên cái mạch tương đương của một pha đó, mình đem cái V pha hiệu dụng bình phương chia cho tổng trở phức tương đương liên hợp, rồi sau đó nhân 3 lần thì cũng ra được công suất phức tiêu thụ bởi cả hai cái tải ba pha. Thì cái kết quả của những cái bài toán này chắc chắn giống nhau. Cái đó là bài tập thứ nhất ha, nó cũng không có vấn đề gì. Bây giờ người ta mở rộng cái bài tập thứ nhất ra thành cái bài tập thứ hai. Và bài tập thứ hai này nó lại áp dụng cái tính chất của cái bài toán nâng hệ số công suất trong cái mạch một pha để người ta ghép nó vào trong cái bài toán mạch ba pha. Thì bây giờ người ta cho mình cái mạch cũng có điều kiện tương tự giống như bài số 1, tức là nguồn áp ba pha cân bằng, thứ tự thuận, đóng sao. Điện áp VAN cũng bằng 240, argument 0. Đúng không? Sau đó người ta cho cái tổng trở đường dây bằng 0, không đáng kể. Để cho nó đơn giản bài toán đi.
Và như vậy thì ở đây cái tải thứ nhất của chúng ta đó là 16 cộng 12 g. À, mình đoán cái này cos phi là 0,8. Rồi ba cái tải mà ZT1 3 pha cân bằng đó nó mới nối song song với một cái bộ gồm có ba cái tụ, mỗi tụ có cái điện dung là C. Và như vậy là khi ở đây đó, riêng cái tải này thì cos phi nó là 0,8, nhưng mà khi nó đấu thêm cái bộ tụ này thì nguyên cả hệ thống này, cái hệ số công suất của nguyên hệ nó sẽ gia tăng. Hay nói khác hơn là hệ số công suất của tải tổng hợp nó sẽ tăng. Và người ta muốn là nó tăng đến cái trị số là 0,923 trễ, đúng không? Nghĩa là tăng lên nhưng mà vẫn đảm bảo cái tính chất của tải là tính cảm. Thì cái bài toán này nó có cái dạng tương tự giống như bài toán điều chỉnh hệ số công suất ở trong cái mạch tương đương một phạt. Và cuối cùng người ta hỏi mình điện dung C này là bao nhiêu microfarad. Và người ta cho mình cái tần số của nguồn áp cấp đến tải đó là 50 Hz. Bài toán này phải cho thêm cái tần số thì mới làm được. Vậy thì về mặt nguyên lý mình biết rồi. Ở đây dù cho nó là cái tụ hay là một cái tổng trở bất kỳ thì cái tụ chẳng qua là một cái tổng trở phức đặc biệt thôi. Và ba cái tụ này giống nhau, có nghĩa là tổng trở này cũng cân bằng. Như vậy nếu cái tải đấu sao thứ nhất cân bằng, tải sao thứ hai cân bằng, vậy ba điểm N1, N2, N nhỏ này là đều đẳng thế với nhau. Cho nên do đó mình có thể thay cái mạch ba pha cân bằng này bằng ba mạch một pha tương đương theo cái tính chất đã chứng minh ở trong cái bài tập thứ nhất. Cho nên do đó mình có thể vẽ nhanh lại, đúng không? Thì như vậy cái mạch tương đương của mình bây giờ là mạch như thế này. Vậy thì rõ ràng cái bài toán này nó đã đưa mình quay trở về cái bài toán của cái mạch bộ pha trong cái vấn đề là dùng tụ để điều chỉnh hệ số công suất. Như vậy mình nhớ ha, cái đó là một cái hình thức để chuyển cái bài toán này sang một cái dạng giống như mạch bộ pha. Mới nhìn vô tưởng bài toán này bài toán 3 pha, nhưng mà thực chất nó là sẽ quy về bài toán mạch xoay chiều một pha. Bây giờ mình nhớ lại những cái gì mà mình đã học ở trong cái chương số 2. Với một cái bài toán mà muốn nâng cái hệ số công suất bằng cách là dùng tụ ghép song song ở hai đầu một cái tải cho trước, thì những cái số liệu cần biết thứ nhất là hệ số công suất của cái tải ha mà đang vận hành. Nói nôm na là hệ số công suất của tải ZT1. Cái thứ hai phải biết cái công suất tác dụng đang tiêu thụ trên cái tải ZT1. Và sau đó, đó phải nắm được là khi ghép song song vô thì nguyên cái hệ thống đó sẽ có cos phi mới bằng bao nhiêu. Thì cái đầu bài cho rồi, nó là 0,932 gì đó, đúng không? Và như vậy thì nếu biết thêm tần số thì mình có thể dùng cái công thức mà mình đã chứng minh trong cái mạch một pha rồi. Tức là cái công suất phản kháng của cái tụ C đó thì nó bằng B tăng phi trừ tăng phi phẩy. Thí dụ như mình gọi cái hệ số công suất của tải ZT1 là cos phi thì mình phải tính ra tăng phi, và người ta cho mình cái cos phi mới là cos phi phẩy thì mình tính tăng phi phẩy. Và như vậy thì cái dung lượng bù, tức là cái công suất phản kháng cần có của tụ thì nó bằng là công suất tác dụng của tải nhân cho tăng phi trừ tăng phi phẩy. Sau đó chúng ta chỉ cần chia cho 2πf V pha bình phương, V pha là điện áp cấp vô mạch này nè. Thì như vậy nó sẽ ra điện điện dung C. Như vậy nghĩa là bài toán này hoàn toàn giống như bài toán mạch một pha, không có gì khác hết. Nhưng mà cái hình thức trình bày lại thành ra cái mạch 3 pha. Lưu ý điểm đó. Rồi bây giờ mình xác định những cái số liệu này để mình giải. Rồi thì bây giờ điện áp VAN là 240 ha, Acuman 0, VAN là phức, Z tải phức là 16 cộng 12G. Vậy thì áp pha hiệu dụng là suất của áp phức là bằng 254. Cái tổng trở ở đây là 16 cộng 12G, có nghĩa là suất là 20 và đối số là 36 độ 87, hay là góc pha của cái tải này là 36 độ 87 và cos phi là 0,8. Mình biết rồi. Như vậy thì cái dòng pha đi qua tải ở đây đó là bằng điện áp pha chia cho tổng trở tải, thì 254 chia 20 ra 12 ampere, nhánh này 12 ampere. Tương tự giống như bài tập trước, không có gì khác.
Nhưng mà mình nhớ là cái công suất tác dụng á, ở trên cái tải mà là ZT2 đó, con xe ZT1, xin lỗi, ZT1 thì nó có thể tính bằng nhiều cách. Trong đó thì cái cách cơ bản nhất là mình hiểu công suất tác dụng tiêu thụ bởi ZT1 thì thực chất là công suất tiêu thụ bởi thành phần điện trở trên cái tải đó. Vậy thì ở đây mình đem 16, mình mới nhân cho 20 bình phương, thế à, 12 bình phương, 16 nhân cho 12 bình phương thì sẽ ra công suất tác dụng tiêu thụ bởi mỗi cái pha ứng với mỗi cái tải ZT1 phức ở đây. Thì cái con số này nó sẽ ra là 2034 W. Và cái góc pha của cái tải này là biết rồi, ở đây nha, là 36 độ 87. Vậy cái này là góc phi, cái này là P, hai số. Và dựa theo cái con số người ta cho mình theo yêu cầu để nâng cái hệ số công suất sau khi có tụ, thì cái con số đó người ta cho mình là 0,932 trễ. Vậy từ ở đây mình dùng máy tính mình tính ra phi phẩy là 21 độ 25. Như vậy thì có nghĩa là cái biểu thức này ở bên tay phải này mình tính được rồi. Và ở đây mình nhớ tần số là 50, V pha này là điện áp cấp vô mỗi cái nhánh pha ở đây thì là 240. Vậy mình thế vào trong cái công thức này và mình suy ra điện dung của cái tụ C. Thì cái điện dung C của tụ á, nó sẽ ra được là thế số vô nó sẽ ra được là 45,954, nghĩa là khoảng 46 micro farad. Đó thì đây là một cái hình thức của cái bài toán 3 pha, nhưng mà thực sự là sau khi chúng ta tính toán thì nó đưa về mạch xoay chiều một pha. Và đây là bài toán điều chỉnh hệ số công suất nha, và cái hình thức là mạch 3 pha. Đó là một cái dạng thứ hai của cái bài toán 3 pha cân bằng trong cái điều kiện đơn giản. Đúng không? Những cái bài toán này thích hợp cho chúng ta làm những cái bài kiểm tra vì nó tính nhanh, nhưng mà đòi hỏi phải nắm lý thuyết và nhớ những công thức thì mới tính được, mà nó cũng không phải là rắc rối lắm. Thì đối với những cái sinh viên khoa ngoài thì những cái vấn đề này người ta chỉ cần hỏi tới đây thôi, chứ người ta không cần phải giải những cái bài toán mà quá phức tạp, thì cái đó là dành cho những người chuyên nghiệp về cái lĩnh vực kỹ thuật điện. Đó là bài toán thứ hai. Bây giờ bài toán thứ ba. Bài toán thứ ba này nó cũng hao hao như những cái bài tập của lý thuyết, nhưng mà nó có thể là nó tạo một cái sự kiện cho mình thấy nó rắc rối hơn chút. Bây giờ cho một cái mạch 3 pha cân bằng, đúng không? Và như vậy đó thì cái nguồn áp này là thứ tự thuận đấu hình sau, điện áp VAN vẫn là 240 acm/0. Tôi lấy con số 240 cho nó dễ nhân chia cộng trừ thôi chứ không có gì hết. Cái trung tính nguồn nối với trung tính tải. Và như vậy đó thì cái đường dây của trung tính nguồn đến trung tính tải có cái tiết diện rất là lớn để tổng trở, đó là bằng 0, tức là coi như không đáng kể. Đó là cái điều kiện của bài toán. Rồi, bây giờ cái tổng trở tải đấu sau thì không cân bằng. Được chưa? Mỗi cái nhánh pha tải có trị số tổng trở phức nó khác nhau. Thì như vậy mình biết chắc chắn theo lý thuyết rồi, nếu mà ở đây nguồn cân bằng, tải mà không cân bằng à, thì như vậy thông thường ba cái dòng điện dây này nó không có giống nhau, cho nên do đó chắc chắn trên dây trung tính sẽ có dòng. Ở cái nội dung lý thuyết mình đã chứng minh được cái điều này rồi. Thế nhưng mà do cái tổng trở đường dây đó, chỗ này nó khác lý thuyết chút nè, là nối hai cái sợi dây từ trung tính nguồn đến trung tính tải. Nhưng mà cái đường dây đó nó không có tổng trở, có nghĩa là tổng trở coi như sắp xỉ zero, hay nói khác hơn là cái dây đó có tiết diện rất là lớn nối giữa cái trung tính nguồn với trung tính tải. Thành ra trong cái trường hợp này, cho dù có cái dòng trên dây trung tính đi nữa, nhưng mà tổng trở đường dây này bằng 0, cho nên cái điện áp trên lệch giữa N lớn với N nhỏ này là VN lớn N nhỏ này bằng tổng trở đường dây nhân cho IN lớn N nhỏ. Cho nên do đó cái tổng trở
bằng 0 thì điện áp chênh lệch giữa N lớn N nhỏ cũng bằng 0. Mà nếu cái tổng trở mà nó của cái đó bằng 0 dẫn đến cái hai cái điểm trung tính nguồn và trung tính tải có điện áp chênh lệch là bằng 0 thì nói cách khác hai điểm đó đẳng thế. Cho nên trong cái trường hợp này mình có thể thay một cái mạch 3 pha không cân bằng bằng ba cái mạch 1 pha tương đương. Như vậy có nghĩa là cái biến dạng của bài toán này là nó vừa phối hợp cái tính chất của lý thuyết mà vừa tạo một cái trạng thái mới hơn để chúng ta phải lý luận và từ đó chúng ta mới suy ra cái hướng xử lý vấn đề. Thì cái đó là cái điều mà mình chú ý. Bây giờ mình mới coi người ta hỏi mình cái gì. Cái câu thứ nhất á là người ta nói là đi tìm các cái dòng phức thì A nhỏ, A lớn, B nhỏ, B lớn, C nhỏ, C lớn từ nguồn cấp đến tại. Rồi sau đó người ta không có kêu tìm dòng phức mà chỉ nói là dòng hiệu dụng đi qua cái đường dây trung tính. Dòng hiệu dụng chính là xúc của cái dòng phức đó, đi qua dây trung tính. Và sau đó người ta yêu cầu mình xác định các thành phần công suất tiêu thụ bởi tại, đúng không? Bây giờ người ta mới tạo một cái sự biến động. Nếu bây giờ tôi không nối cái điểm trung tính nguồn với trung tính tải này bằng cái sợi dây mà có tổng trở bằng không này nữa mà gỡ hở ra, thì bây giờ cái áp hiệu dụng đặt lên hai đầu của mỗi cái pha này, của mỗi cái pha tải đó, tức là VA lớn, N lớn, VB lớn, N lớn, VC lớn, N lớn, thì cái giá trị hiệu dụng của các cái áp này bằng bao nhiêu? Được chưa? Tức là cái bài tập này nó vừa giúp chúng ta hiểu được nguyên lý nhưng đó là một bài toán thực tế. Được chưa? Thì bây giờ mình mới chú ý cái cách giải sau khi mình phân tích. Cho nên do đó ở đây tôi nói thì nó chậm nhưng mà do nó liên tục và đồng thời nó phối hợp các cái tính chất của lý thuyết mà đã học. Cho nên nếu mà chúng ta chưa vững lý thuyết, chúng ta nghe thì thật sự phải nói nó cũng mệt đó, chứ không phải không mệt đâu. Tại nên cái đó muốn vô cái bài tập thì đòi hỏi phải hiểu được lý thuyết, phải nắm tương đối khoảng 80-90% lý thuyết. Thì như vậy do bài tập khi giải, chúng ta mới không bị luống cuốn bởi những cái tình huống mà người ta đặt ra trong cái bài toán. Thì cái này nếu mà bây giờ nghe mà chưa có kịp thì có thể về nhà phải tự xem lại cái slide bài giảng này. Và đồng thời nếu mà cần thiết nữa thì chịu khó mở video coi nghe lại cái ngay cái đoạn này thôi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nắm được vấn đề. Thì cái này bắt buộc là phải nhào đi nhào lại vài lần thì nó mới nhớ được. Chứ còn nếu mà chỉ lướt vào một lần thì dứt khoát là không có khả năng nhớ. Và mấy em nhớ là khi học online đó thì cái lợi điểm của nó đó, thứ nhất là cái bài giảng nó có trước và nó đã định trước để mình có thể đọc lại. Nhưng mà cái đặc biệt nữa là cái file video của bài giảng nó có thể gợi nhớ lại cho mình, tức là nghe một lần không có hiểu thì có thể nghe lần thứ hai, lần thứ ba. Nó khác với cái giảng tại lớp. Giảng tại lớp thì nó có thể nó chi ly hơn, linh động hơn vì có người thật. Nhưng mà khi muốn nghe lại thì không có cái gì để nghe lại, thành ra trong lớp chỉ nghe giảng một lần là phải nắm. Còn ở đây nếu mà chưa kịp thì có thể xem lại và có thể nắm lại vấn đề bằng cách nghe lại cái bài giảng. Thế thôi. Tức là mỗi cái phương pháp đều có một cái ưu và một cái nhược điểm, và làm sao mình tận dụng cái ưu điểm của nó thì cái đó là mình sẽ thành công. Thì ở đây cái lý luận là như vậy. Nối hai cái trung tính bằng một cái dây có tổng trở bằng không, tức là không đáng kể. Thì như vậy cho dù cái dòng qua dây trung tính có đi nữa, nhưng mà áp chênh lệch giữa cái trung tính nguồn và cái trung tính tải luôn luôn là 0V theo định luật ôm. Như vậy nói cách khác á, nếu mình làm cái phương pháp này thì mình dẫn tới là giữ cho hai cái điểm trung tính nguồn và trung tính tải đẳng thế trong điều kiện
tải không cân bằng. Như vậy thì hai cái điểm nó đẳng thế thì có nghĩa là do cái sợi dây nối vô liên lạc mà bằng không, không ôm. Thì như vậy mình có thể thay cái mạch điện này bằng 3 mạch một pha tương đương, mặc dù tổng trở tải không cân bằng. Thì cái này là một cái trường hợp đặc biệt á, của cái mạch 3 pha. Và ở đây mình gọi là mạch tương đương vì cái dòng trong mỗi cái mắt lưới này chính là dòng dây từ nguồn cấp đến tải. À, dòng dây này cũng chính là dòng đi qua mỗi cái pha tải đấu hình sao luôn. Được chưa? Thành ra do đó ở đây đó, bài toán này giải đi tìm các cái dòng phức qua các cái đường dây rất dễ dàng. Với cái điện áp pha phức đầu tiên là 240 các Guman 0. Thì mình có thể suy ra cái điện áp pha phức VBN là 240 trừ 120. À, vì đây là thứ tự thuận. Rồi VCN là bằng 240 trừ 240. Bây giờ mỗi cái tải nó có cái tổng trở phức khác nhau, thì mình cứ thế cái tổng trở phức đó vào ở trong cái mẫu số và mình lần lượt mình tính các cái dòng phức IA nhỏ, A lớn, B nhỏ, B lớn, C nhỏ, C lớn. Thì cái này chịu khó về chúng ta bấm lại máy tính, đúng không? Để chúng ta tìm ra những cái kết quả này. Thì như vậy cái IA nhỏ A lớn này là 16 trừ 12G. Dòng IB nhỏ B lớn là trừ 20 ampere, đúng không? IC nhỏ C lớn này là 15G ampere. Như vậy có nghĩa là ba cái dòng này nó không có lệch pha nhau đúng 120. Được chưa? Cho nên khi có được ba cái dòng này rồi đó, thì cái dòng phức ở trên cái dây nối từ trung tính nguồn đến trung tính tải thì IN là lớn, IN là nhỏ bằng tổng của ba cái dòng này. Ha. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta cộng ba cái số phức này lại thì ra được là trừ 4 cộng 3G ampere. Thì cái này là dòng phức qua dây trung tính. Đúng chưa? Thì như vậy trong trường hợp này đó, dòng qua dây trung tính hiệu dụng chính là suất của cái dòng phức. Cho nên từ cái chỗ này mình đổi ra cái dạng cực, thì cái góc mà pha của cái IN lớn hay là nhỏ này là nó so lệch đối với cái điện áp VA làm chuẩn, nhưng mà cái suất của nó chính là dòng hiệu dụng. Thì cái dòng hiệu dụng qua dây trung tính là 5 ampere. Cũng dễ dàng, đúng không? Bây giờ như vậy do cái dòng đi qua mỗi cái pha tải khác nhau, nhưng mà điện áp thì nó không có thay đổi. Thì mình nhìn lại cái hình này thì mình sẽ hiểu được ba công thức này. Tôi quay lại ha, để mình hình dung. Từ cái mạch 3 pha đầu tiên, mình vẽ ra ba cái mạch một pha tương đương. Do cái tổng trở đường dây này bằng không, cho nên do đó dòng IA nhỏ A lớn đi từ A nhỏ qua A lớn. À, nhưng mà nó và tài ẩn tạo cho A nhỏ A lớn này đẳng thế vì tổng trở đường dây này bằng không. Cho nên cái điểm A nhỏ đi cái điểm A lớn này là cùng điện thế với nhau. Đúng không? Và cái dòng dây từ nguồn cấp đến tải đấu sao, thì dòng dây cũng chính là dòng pha đối với tải đấu sao. Những tính chất này lúc mà mình khảo sát mình có nói rồi. Nhưng mà bây giờ mình nhìn cái hình mình cũng sẽ thấy lại cái kết quả đó. Tại này do đó muốn tính được cái công suất phức tiêu thụ bởi mỗi cái pha này nó khác nhau. Thành ra mình chỉ cần đem cái điện áp phức dâng cho dòng IA nhỏ là lớn phức liên hợp, thì ra là công suất phức của cái tải mà tính trên điểm A lớn hay là lớn, tức là cái pha A của tải. Rồi sau đó mình đem cái điện áp VBN dâng cho dòng IB nhỏ B lớn phức liên hợp, thì sẽ ra công suất phức tiêu thụ bởi riêng cái tải ZBN. Tương tự cho CN. Thì sau khi mình có mỗi cái công suất phức của mỗi cái thành phần tải rồi, hay nói khác hơn là công suất phức tiêu thụ bởi mỗi cái pha tải rồi, thì mình sẽ đem cái định luật bảo toàn công suất phức, mình cộng tất cả các công suất phức đó lại, thì nó sẽ ra công suất phức tổng tiêu thụ bởi toàn bộ một cái tải 3 pha không cân bằng.
Cái đó là cái cách tính. Thì như vậy tất cả những cái điều mình làm đều dựa trên lý thuyết, chứ không phải là mình tự đặt ra, đúng không? Rồi bây giờ mình mới đem ba cái điện áp dẫn cho ba dòng phức liên hợp. Thì đây kết quả thứ nhất, công suất phức của cái pha A là như vậy, công suất phức của pha B là như vậy, công suất phức của pha C là như vậy. Mới dùng định luật bảo toàn công suất tổng ba cái đó lại thì nó sẽ ra công suất phức tổng tiêu thụ bởi tải ba pha không cân bằng. Thì cái phần thực của nó đó chính là công suất tác dụng tổng, và cái phần ảo chính là công suất phản kháng tổng, và cái suất của tổng trở tổng, cái suất của cái công suất phức tổng đó, là công suất biểu kiến mà phải cấp đến tải. Và cái con số 43 độ 36 này chính là cái con số góc pha của cái tải tương đương, đúng không? Bởi vì nó không ngân bằng thì nó sẽ tương đương với một con số nào đó khác. Thành ra do đó chỗ này là một cái dạng toán để giúp cho mình tính toán được những cái thông số trong điều kiện không cân bằng. Rồi, thế bây giờ khi chúng ta tháo bỏ cái gì nối hai trung tính, khi mình gỡ hai cái dây nối của cái, xin lỗi, gỡ cái dây nối giữa hai cái trung tính này ra, thì hai cái điểm này chắc chắn chênh lệch điện áp. Cho nên công dụng á, đối với một cái tải ba pha mà không cân bằng thì thường người ta nối dây trung tính có tiết diện khá lớn để cho tổng trở nó tiến tới zero. Thì như vậy nó tái tạo lại cái điều kiện cân bằng cho cái tải ha, tái tạo lại cái điều kiện cân bằng, có nghĩa là điện áp cấp vô nó bằng đúng như cái điện áp của nguồn đương có. Còn nếu mà trong cái trường hợp tải không cân bằng mà mình gỡ mất dây trung tính luôn thì như vậy đó, cái điểm trung tính tải với điểm trung tính nguồn chắc chắn nó sẽ có chênh lệch điện áp, tương tự giống như cái thí dụ mà mình đã tính ở trong cái lý thuyết rồi. Thì như vậy ở đây bài toán này về mặt giải thì nó cũng dễ thôi. Đây là một cái mạch điện có hai nút, nếu chọn cái trung tính nguồn này làm chuẩn thì mình viết phương pháp điện thế nút ngay tại cái trung tính của tải, đúng như cái nội dung mà lý thuyết trình bày cho mình. Như vậy nếu chúng ta gọi cái VN là điện thế tại nút N so với nút chuẩn N là trung tính của nguồn, thì ở đây có 3 nhánh thôi. Vậy thì ở đây chúng ta có là VN trừ cho điện thế của nhánh là 0 khỏi trừ ha, VN trừ cho 0 trừ cho VAN chia cho ZAN là dòng đi từ N về A nhỏ. VN trừ đi cho 0 rồi trừ đi cho VBN chia cho ZBN là dòng đi từ N lớn cho tới B nhỏ. Tương tự thì mình có VN trừ cho VCN chia cho ZCN là dòng đi từ N lớn đến điểm C nhỏ. Tổng ba dòng này bằng 0. Đó là cái cách viết phương pháp diễn thế nút tại nút N lớn. Thế bây giờ mình đưa cái VN này ra ngoài đặt thừa số chung thì nó sẽ là VN nhân cho nghịch đảo ZAN cộng cho nghịch đảo ZBN cộng cho nghịch đảo ZCN, sau đó chuyển vế VAN chia ZAN sang bên phải, VBN chia ZBN sang phải và VCN sang bên phải, thì cuối cùng VN được tính bằng tỷ số này, được chưa? Rồi như vậy thì thế số vô là một cái bài toán phức tạp. Thì như vậy mình sẽ thấy rằng cái điểm VN này trung tính nó sẽ trôi đi là 22,376V. Như vậy có nghĩa là cái điểm này với cái điểm N này lớn, N này nhỏ bây giờ không có đẳng thế nữa. Gỡ cái sợi dây ra là nó không có đẳng thế và bắt đầu nó chênh lệch. Thì như vậy theo đúng lý thuyết mình biết là như vậy thì có nghĩa là các cái tải ZAN, BN, CN này sẽ nhận được những cái điện áp chắc chắn không có bằng nhau về giá trị hiệu dụng.
Và điện áp VAN, VBN, VCN này sẽ tạo thành một hệ không cân bằng. Đó là cái tính chất của cái bài toán khi tháo mất cái đường dây trung tính ra. Cho nên do đó cái này là bài học, bài lý thuyết, bài tập để làm toán. Nhưng mà về sau nó giúp cho mình ở trong cái thực tế đó. Nếu một cái tải của mình trong xí nghiệp mà nó không cân bằng thì phải làm sao nối cái trung tính nguồn với trung tính tải bằng một cái dây có tiết diện rất lớn để cho nó cân bằng hai cái điểm trung tính nguồn với trung tính tải. Thì như vậy cái điện áp mà nó đặt trên các cái tải không cân bằng này tương đối là nó sẽ bằng với cái điện áp nguồn cung cấp. Cái đó là cái bài toán rất quan trọng trong thực tế. Rồi, giờ đi tiếp ha. Thế bây giờ tôi suy ra được VN là điện thế ở tại nút N này so với nút chuẩn là trung tính nguồn là trị số này. Bây giờ mình mới tìm áp phức VA lớn, N lớn. Đây, VA lớn, N lớn. Thì điều đầu tiên mình nhớ là A nhỏ, A lớn này đẳng thế. Cho nếu bây giờ mình chèn cái chữ N nhỏ vô đây thì cái này là VA N nhỏ rồi cộng cho VN nhỏ, N lớn, đúng không? Hay nói khác đi là chúng ta có được VAN lớn bằng VAN nhỏ trừ đi cho cái điện thế tại điểm trung tính. Cho nên mình thay vô ở đây, mình coi như mình chèn cái chữ N nhỏ vô đây rồi mình đổi những cái tính chất tương đương thì mình sẽ ra như vậy. Cho nên cái kết quả ở đây đó là bài toán trừ hai số phức này với nhau thì phải đổi nó ra cái dạng Descartes mới trừ được, đúng không? Mình dùng cái phép tính của máy tính mình đổi ra. Sau đó mình sẽ ra được VAN có cái trị số như thế này trên dạng Descartes và đây là dạng cực của cái điện áp. Vậy thì giá trị áp hiệu dụng ở trên hai đầu của tải AN là lớn này nó là 262,24V. Tương tự như vậy VBN sẽ ra được là 227V. Và VCN là 231V. Như vậy mình thấy ở trong cái nguồn này ở đây điện áp là 240. Điện áp này cũng 240, điện áp này cũng 240. Nhưng mà khi cấp tới tải mà tải không cân bằng mà gỡ mất dây trung tính thì cái điện áp cấp tới tải nó sẽ là 260 cho tải A, 227 cho cái tải của pha B và 232, khoảng 232 cho pha C. Như vậy có nghĩa là điện áp trên cái ba cái tải này không có giống nhau, nó khác hơn là không cân bằng. Và để ý cái góc pha chỗ này nó cũng không phải lệch đúng 120 độ. Đó, đó là cái đặc điểm của bài toán nguồn sao tải sao. Mặc dù tổng trở đường dây bằng không ha, nhưng mà không nối trung tính nguồn với trung tính tải thì điện áp đặt trên các cái pha không của cái tải đó nó sẽ không có giống nhau. Đó là một cái điều mình chú ý. Rồi, bây giờ bài tập tiếp theo là bài tập thứ tư. Bài tập thứ tư á thì cũng có cái mạch ba pha và ở đây người ta ghép hai cái tải này nó song song với nhau. Thì ở đây người ta vẫn cho trong cái điều kiện là tổng trở đường dây không đáng kể. Bài này mà có thêm cái tổng trở đường dây thì tính rất là phức tạp. Cho nên đó người ta coi như là không có đáng kể để cho nó dễ tính. Và dễ có thể tìm ra được đáp số dễ dàng, không có mất công. Nhưng mà cái tải thứ nhất á. Cái này là các tải ba pha này cân bằng. Nhưng mà cái tải thứ nhất này đi đường đấu tam giác chứ không phải đấu sao. Chỉ có tải thứ hai này đấu sao thôi. Bây giờ tổng trở pha phức của mỗi cái này đó là ZT này 1 này bằng 18 cộng 24G. Và ZL ha, ZT2 này đó, chẳng phải ZL2, ZT2 này bằng là 8 cộng 6G. Được chưa? Như vậy một cái tải này đấu tam giác, một cái tải này đấu sao. Bây giờ người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi cái dòng pha hiệu dụng qua mỗi cái pha của mỗi tải
Và sau đó người ta hỏi cái dòng dây phức từ nguồn cấp đến tải tổng hợp. Sau đó hệ hỏi hệ số công suất của tải ba pha tổng hợp và công suất phức tiêu thụ bởi cái tải tổng hợp. Bài toán này giống như bài tập số 1 nhưng mà đổi cái dạng của tải. Thì như vậy cái này không có gì khó khăn đó. Thì mình nhớ lại, đối với cái tải thứ hai thì đây là nguồn sao tải sao, nhưng mà đối với cái tải thứ nhất á thì cái mạch điện này rơi vào nguồn sao tải tam giác, là cái dạng hình thứ hai trong lý thuyết. Như vậy trong cái dạng hình đó thì chúng ta nhớ rồi, muốn giải cho nó nhanh thì chúng ta biến đổi cái tải tam giác thành cái tải sao. Vậy thì bây giờ trong cái trường hợp bài toán số 4 này, chỉ cần đổi cái tải tam giác này thành cái tải sao thì như vậy ra được cái dạng là một hai cái tải sao này đương ghép song song với nhau. Và như vậy thì rõ ràng không cần nối trung tính thì các trung tính này nó sẽ đẳng thế. Sau khi đổi cái tải này thành tải sao rồi thì cái trung tính của cái tải sao mới đó, trung tính của cái tải sao ban đầu và trung tính của nguồn, ba cái điểm đó đẳng thế giống như cái bài tập số 1. Từ đó chúng ta có tiến hành cái cách giải tương tự như là bài số 1. Vậy nghĩa là rơi vào tình huống này, mình làm ơn lập tức biến đổi cái tải tam giác này thành tải sao. Đó là cái cách giải và hướng xử lý vấn đề hoàn toàn ứng dụng trong lý thuyết. Rồi. Thì như vậy ở đây đó, tôi ghi lại nhận xét nè. Thì ở đây đầu tiên người ta hỏi mình đó, là dòng pha hiệu dụng qua mỗi pha của mỗi tải, tức là người ta hỏi cái dòng đi qua một cái nhánh tam giác này nè và cái dòng đi qua một cái nhánh sao này, đúng không? Cho nên do đó ở đây đó, mình có thể tính trực tiếp cái này mà không cần biến đổi cũng được. Thì khi tính cái giá trị dòng hiệu dụng á thì mình phải hiểu được cái định nghĩa là do tổng trở đi đường dây bằng không, cho nên dù trên dây này có dòng nhưng mà điểm A nhỏ A lớn này đẳng thế, điểm B nhỏ B lớn này đẳng thế, C nhỏ C lớn này đẳng thế. Như vậy đối với cái tải đấu tam giác cân bằng này thì điện áp từ A nhỏ B nhỏ, tức là áp dây của nguồn đương cấp thẳng đến mỗi nhánh của cái tải đấu hình tam giác. Cho nên do đó mình có thể tính được ngay cái dòng hiệu dụng. Người ta hỏi dòng hiệu dụng chứ ta có hỏi dòng phức. Thì dòng hiệu dụng trên mỗi cái pha của cái tải đấu tam giác này được xác định bằng điện áp hiệu dụng đặt bên hai đầu của mỗi cái nhánh tam giác mới chia cho tổng trở của mỗi nhánh. Thì như vậy ở đây nếu mà ZT1 ở đây đó là bằng 18 cộng 24 G thì ở đây tổng trở này khi chưa quy đổi gì hết thì nó sẽ là 30 ohm. Và cái điện áp đặt lên đây đó là 200 4 nhân căn 3, đó là áp dây. 204 này là áp pha, thì áp dây là 204 nhân căn 3 rồi mới chia cho tổng trở là 30. Vậy thì cái dòng trên cái nhánh pha này, pha thực tế nó đừng có là 8 căn 3 ampere. Rồi nhưng mà do cái điểm này với cái điểm này đẳng thế cho nên do đó ở đây đó mình sẽ có được cái kết quả rất đơn giản là dòng hiệu dụng đi qua cái ZT2 này bằng điện áp pha chia cho tổng trở của cái tải thứ hai là 10 ohm thì nó ra 24 ampere. Nghĩa là dòng hiệu dụng thì không cần biến đổi gì hết. Chừng nào tính dòng phức thì lúc đó mình phải chuyển đổi tải. Như vậy câu A mình xử lý dễ dàng. Bây giờ tới tiếp theo ha. Câu thứ hai thì bây giờ mình mới làm cái chuyện chuyển đổi, tại vì tính dòng phức thì một cái tải tam giác và một cái tải sao này thì không có thể nhập tương đương với nhau được, cho nên đó mình phải biến đổi cái tải đấu tam giác này thành cái tải đấu hình sao. Thì cái này chúng ta nhớ lại phải không, ZAB là tổng trở của cái nhánh pha thứ nhất, ZBC và ZCA là lần lượt là tổng trở của các cái nhánh pha còn lại, nhưng mà ba cái tổng trở này bằng nhau.
Thành ra do đó khi mình suy ra cái tải đấu sau tương đương là ZA, ZB, ZC thì cái này về chúng ta chứng minh lại, chúng ta sẽ thấy rằng muốn đổi một cái tải từ tam giác sang hình sao thì đem cái tổng trở trên cái nhánh tam giác đó chia cho 3 thì nó biến đổi thành cái tổng trở trên một cái nhánh sao tương đương. Đó là một cái công thức chuyển đổi, đúng không? Thì cái này về chúng ta xem lại cái công thức biến đổi từ tam giác sang sao, rồi chúng ta cho nó cân bằng, chúng ta sẽ suy ra được cái tình huống đặc biệt này. Nói gọn lại đơn giản thôi, tải cân bằng đấu tam giác chuyển thành tải sao tương đương đấu tam giác thì tổng trở của nhánh tam giác chia 3 thì bằng tổng trở của mỗi nhánh sao tương đương. Rồi thì như vậy mình chuyển đổi cái tải này tam giác sang hình sao, như vậy nghĩa là mình đưa bài toán này về thành dạng nguồn sao tải sao, đúng không? Bây giờ mình đem cái này chia cho 3 nè, nó ra 18 cộng 24 g chia 3 là 6 cộng 8 g tức là 10, 53 độ 13. Và bây giờ cái bài toán này giống như bài toán thứ nhất thì mình thay cái này bằng ba cái mạch tương đương và có hai cái tải này ghép song song với nhau. Mạch tương đương là như vậy. Thành ra do đó cái dòng IB nhỏ B lớn này tính theo cái pha B thì bằng là VBN chia cho Z tương đương của hai cái tải được ghép song song. Và như vậy thì cái tổng trở phức của cái tải ghép song song này thì bằng tích của hai cái tổng trở phức này chia cho tổng số. Rồi mình làm lại bài toán này nó sẽ ra được con số này. Và sau đó nếu chúng ta đem cái điện áp phức nha của VBN này chia cho Z tương đương thì chúng ta nhận được kết quả ở đây. Thì đây tôi chỉ giải thích cái cách xử lý vấn đề, cái hướng giải toán, những cái phép tính để chúng ta hình dung được cái cách tính. Còn những cái số liệu đó về nhà chúng ta chịu khó chúng ta bấm thử lại. Chứ còn ở đây thì khi lên cái giảng online này những cách gì mà ngồi đây bấm máy tính hoặc là làm bài tính mà viết ra trên cái slide bài giảng này rồi chúng ta bắt đầu chúng ta suy ra, làm như vậy nó mất thời gian và nhiều khi viết cái chữ lên trên cái máy tính này không chắc nó đã đẹp. Thành ra do đó ở đây nó lại có cái dở ở chỗ này, thành ra do đó phải về nhà phải nghiệm lại các cái kết quả. Thì đây là cái câu hỏi thứ hai, dòng phức khi cấp đến một cái tải vừa đấu tam giác vừa đấu sao thì phải chuyển đổi tải tam giác thành sao rồi đưa bài toán này về thành dạng nguồn sao tải sao và ghép song song. Chúng ta có ba cái mạch tương đương như vậy và dựa trên một mạch tương đương chúng ta tính. Rồi, đó là câu B. Bây giờ hệ số công suất của tải tổng hợp thì khi mình đã có cái tổng trở phức tương đương rồi thì hệ số công suất của tải tổng hợp chính là cái cos của acuban của cái tổng trở phức tương đương trên mỗi nhánh. Thì ở đây nó ra là 0,707 trễ. Mà khi có cái này rồi thì có thể tính được dễ dàng, đúng không? Như vậy cái phương pháp mà để tính công suất phức tiêu thụ bởi tải 3 pha tổng hợp thì nó có 3 cách tính. Hoặc là rằng đem áp phức nhân dòng phức liên hợp nhân 3 lần, hoặc 3 lần áp pha hiệu dụng bình phương chia cho tổng trở phức tương đương liên hợp, hoặc là 3 lần của tổng trở phức tương đương nhân cho bình phương của dòng hiệu dụng đi qua cái đường dây. Thì như vậy mình có mấy cái cách tính này. Và từ đó mình có thể dùng một trong 3 phương pháp này mình suy ra. Thì cái đó là cái cách tính cái bài toán hệ số công suất tương đương và cái công suất phức tiêu thụ tương đương. Rồi bây giờ bài toán số 5 tiếp theo. Bây giờ ở đây người ta lại ghép hai cái tải song song, nhưng mà cái bộ tụ đầu tiên hồi nãy đó là đấu sao, rồi cái tải cũng đấu sao, thì cái này cũng có gì đáng nói. Nhưng mà bây giờ thì cái tụ này lại người ta đấu hình tam giác. Và như vậy thì ở đây người ta cho mình cái tổng trở tải trước tiên mỗi nhánh gọi hình sao đó cân bằng 24 cộng 18 g, nguồn vẫn là thứ tự thuận, vẫn đấu sao, vẫn cân bằng, tổng trở đường dây không đáng kể. Chúng ta nhớ cái dữ liệu hay là cái đặc điểm của mỗi cái bài toán.
Bây giờ cái bộ tụ mà người ta đấu song song với cái tải đấu sau á, cái bộ tụ nó đấu tam giác, và khi đấu thêm cái đó thì nguyên cả cái hệ thống đó người ta muốn, hệ thống tức là gồm hai cái tải này ghép song song với nhau hay gọi là tải tổng hợp, thì nó sẽ có một cái hệ số công suất mới là 0,923 trễ. Thế bây giờ người ta hỏi là cái điện dung này là bao nhiêu. Rồi thì cái bài toán này nó cũng tương tự như bài toán trước thôi, chứ nó không có gì khác hết. Nhưng mà chỗ này thì cái biến đổi của nó có thể hơi khác một chút. Cái phương pháp giải của cái bài toán này là biến đổi cái bộ tụ tam giác này thành bộ tụ đấu sinh sao, đúng không? Thì ở đây là một cái tải đấu tam giác cân bằng, cho nên mỗi cái dung kháng của tụ này được tính là 1 trên C omega, tức là 1 chia 2 pi fc. Nhưng mà nếu bây giờ cái dung kháng mà đương đấu hình tam giác này chuyển thành dung kháng đối đấu hình sao, thì chúng ta nhớ là cái dung kháng của cái tải đấu sao bằng dung kháng ở mỗi nhánh của tam giác chia cho 3. Được chưa? Như vậy thì cái xc mà là sao đây nè, mà chúng ta tính ra đó thì nó bằng xc lúc đấu tam giác chia cho 3 lần. Được chưa? Mà cái xc hình sao này là 1 chia 2 pi fc của sơ đồ sao, thì nó bằng 1 phần 3 lần 1 trên 2 pi fc lúc cái điện dung này đấu tam giác. Thì như vậy cân đối hai cái phương trình này thì mình suy ra là C ở trường hợp đấu tam giác thì bằng C đấu sao này chia cho 3 lần. Như vậy có nghĩa là cái điện dung của cái sơ đồ đấu sao sẽ lớn hơn cái điện dung của sơ đồ đấu tam giác là 3 lần. Rồi. Đó là cái chuyện quy đổi ha, cái bộ tụ. Cho nên bây giờ nếu mà mình quy đổi được như thế này rồi, mình coi như cái tải này đấu sao và ở đây cũng đấu sao, vậy thì nó trở thành bài toán thứ nhất hay là thứ hai gì đó mà mình đã làm, và tiếp tục mình giải theo phương pháp cơ bản, đúng không? Thì như vậy ở đây mình áp dụng cái bài toán trong cái thí dụ hay là trong cái bài tập thứ hai đó, phối hợp với tính chất thứ nhất. Thì như vậy ở đây cái bài toán này nó sẽ cho chúng ta là ba điểm này đẳng thế, thì mình thay rằng ba mạch một pha tương đương, và như vậy thì bài toán này quy về bài toán một pha nâng hệ số công suất với cái điện dung đương tính ở đây là C của sơ đồ sao, đúng không? Thì như vậy khi tính cái điện dung của sơ đồ sao này rồi thì muốn suy ra C mà trong cái bài tam giác của đầu đề thì phải đem cái trị số này chia cho 3, vậy thôi. Và như vậy thì muốn tính thì phải biết được các số liệu, nhớ lại đó là gì, công suất tác dụng tiêu thụ bởi mỗi nhánh của cái tải đấu sao, hệ số công suất của cái tải đấu sao, và khi mà chúng ta ghép xong thì hệ số công suất mới người ta muốn là bao nhiêu, từ đó chúng ta suy ra. Rồi như là quy bài toán này về dạng này. Bây giờ tôi làm từ từ ha, để hình dung nè. Như vậy thì cái VAN này là 240 acuman 0, số liệu đầu bài cho. Z tải này 24 cộng 18 G cũng đầu bài này cho, thì nó ra 30 ohm, 36 độ 87. Như vậy có nghĩa là cái cos suy của anh chàng này là 0,8, đúng không? Dễ dàng. Thành ra do đó cái tổng trở của cái tải thứ nhất này 30 ohm, áp hiệu dụng mà đặt lên hai đầu của tải này là 240, cho nên cái dòng hiệu dụng pha đi qua cái tải này sẽ là 8 ampere. Với cái hệ số công suất như vậy thì cái công suất B này nó sẽ bằng là V pha nhân Y pha nhân cos phi, vì cái này là mạch một pha, cho nên chỗ này không có số 3, này tính cho một nhánh thôi. Rồi hoặc là chúng ta tính cái phần thực của cái tổng trở tải là 24 ohm này nè, nhân cho bình phương của cái con số 8. Thì như vậy nó cũng sẽ ra được kết quả là 1536W cho mỗi cái pha của cái tải đấu sao. Rồi
Thì như vậy ở đây với cái phương pháp mà mình tính nhanh như vậy đó thì mình sẽ ra được kết quả. Còn nếu mà mình không dùng phương pháp đó thì mình tính như thế này, dùng công suất phức, đúng không? Thì cái S pha phức này bằng V pha bình phương chia cho Z phức tải liền học, thì nó cũng ra được 1536, nhưng mà cái đó là phần thực của công suất phức. Cái này cũng vậy thôi, không có gì khác. Như vậy khi ra được cái công suất tác dụng tiêu thụ bởi cái tải đó rồi, và cái tải đó có hệ số công suất là 0.8, thì mình mới coi lại coi người ta yêu cầu cái hệ số công suất mới là bao nhiêu. Thì trong đầu bài người ta yêu cầu là 0.923 trễ, có nghĩa là góc phi phẩy là 21 độ 25. Thì cái bài toán này dùng đúng như cái bài toán một pha bình thường thì chúng ta có điện dung C là bằng B nhân tăng phi trừ tăng phi phẩy chia cho 2PF nhân cho V pha bình phương. Thế số vô nó ra được C sao này là 30. Mà nếu C sao này là 30653 gì đó thì cái C thật sự mà cần tìm cho bài toán này thì đem cái giá trị C sao này chia cho 3 thì nó ra được là 10.218 mui. Đó là cái cách giải cho cái trường hợp bộ tụ đấu hình tam giác, nghĩa là chỉ biến đổi chút xíu thôi thì nó cũng sẽ ra được cái đáp số. Hình dung được chưa? Tức là những cái này nó không có khó, nhưng mà điều nó phải phối hợp nhiều cái tính chất từ mạch một pha cho tới những cái tính chất mà đã học trong lý thuyết của ba pha, phối hợp cái đó lại một cách gọi là hiệu quả và áp dụng đúng cái phương pháp thì bài toán xử lý rất dễ. Rồi bây giờ cái bài tập số 6 cho cái mạch 3 pha gồm cái nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuận, bây giờ nó đấu tam giác phải không? Tổng trở đường dây này không có đáng kể, tải 3 pha không cân bằng, không cân bằng nha, đấu hình tam giác. Vậy cái bài toán này là nguồn tam giác, tải tam giác, nhưng mà tải tam giác không cân bằng. Có cái đặc biệt là tổng trở đường dây không có đáng kể thôi. Rồi thì bây giờ người ta hỏi mình với những cái tổng trở phức người ta cho trên mỗi nhánh của tải tam giác là như vậy, vậy thì các cái dòng dây phức IA nhỏ, A lớn, B nhỏ, B lớn, C nhỏ, C lớn này cấp đến tải thì nó bằng bao nhiêu? Thì cái điều chắc chắn là ba cái dòng này nó không bằng nhau rồi. Rồi sau đó người ta yêu cầu mình tính công suất phức tiêu thụ bởi tải 3 pha không cân bằng. Được chưa? Cho nên nếu chúng ta hiểu lý thuyết á thì chúng ta thấy rằng bất chấp cái dòng điện này giá trị nó bằng bao nhiêu không cần biết, nhưng mà do tổng trở đường dây bằng không, vậy thì A nhỏ đẳng thế với A lớn, B nhỏ đẳng thế với B lớn, C nhỏ đẳng thế với C lớn. Như vậy có nghĩa là cái điện áp dây của nguồn tam giác này coi như đặt thẳng lên hai đầu của mỗi cái nhánh của cái tải tam giác. Như vậy có nghĩa là coi như cái nguồn VAB này đặt thẳng lên hai đầu của cái tải ZAB lớn, cái nguồn VBC này đặt thẳng lên hai đầu của VBC lớn, và VCA nhỏ này đặt thẳng lên hai đầu của tải ZCA lớn. Cho nên theo nguyên tắc lý thuyết thì mình biết rằng ở đây mình có thể thay cái mạch 3 pha không cân bằng này bằng 3 mạch 1 pha độc lập. Cái chữ độc lập đó nên nhớ là nó khác với chữ tương đương đó. Độc lập có nghĩa là coi như nó tách rời riêng với nhau. Và cái mạch độc lập đó thì mình vẽ ra là như vậy. Nhưng mà nhớ rằng cái dòng ở trên cái mạch độc lập này, tức là dòng trong mỗi cái mắt lưới này, là nó phản ảnh cái dòng pha phức đi qua mỗi cái nhánh tải, chứ không phản ảnh dòng dây. Cái điều này nhắc lại để đừng có lộn cái chỗ này. Khi nào dùng ba mạch một pha tương đương thì nó khác, còn ba mạch độc lập thì coi chừng chỗ này nó có cái khác. Cho nên nếu mà mình suy ra được ba cái mạch độc lập này rồi á thì như vậy cái dòng pha phức IA nhỏ A lớn bằng VBAB nhỏ chia cho ZAB, cứ làm thẳng luôn thì nó ra con số này. Cái dòng IBC phức bằng 400, phải không? Căn của trừ 120
đúng không? Rồi chúng ta mới chia cho cái con số 8 cộng 8 căn 3 gì. Thầy nhìn lại chỗ này nha. Đây nè, VAB người ta cho 400. Đây là cái đầu số liệu của đầu bài. Đây nè. Cái nguồn áp này là 400 áp vuông bằng 0. Đúng chưa? Chứ để hồi không biết con số 400 đâu ra nữa đó. Thì ở đây đó, VAB là 400 thì thứ tự thuận, thì VBC này, VBC chứ không phải ABC, VBC là 400 trừ 120 và VCA là 400 trừ 254. Sau đó mình mới đem mấy cái tổng trở phức này mình chia lần lượt với từng cái điện áp thì mình sẽ ra được kết quả này. Thì rõ ràng mình nhìn thấy ba cái dòng này nó không có bằng nhau nè. Này 10A, này 25, này 20. Và cái góc pha của ba cái dòng này nó cũng không có giống nhau. À, tức là ba cái dòng trên ba cái tải này nó không cân bằng với nhau. Góc lệch pha nó cũng không phải hoàn toàn là 120. Vậy thì ba cái dòng điện chạy trên ba cái nhánh này là ba dòng không cân bằng. Rồi, cái đó là dòng pha phức nha. Bây giờ muốn tính cái dòng dây phức á, IA nhỏ A lớn, IB nhỏ B lớn và IC nhỏ C lớn thì phải dựa vào cái định luật kết hợp dòng để suy ra các cái dòng dây dựa vào các kết quả của dòng pha phức tấu tam giác. Rồi, thì cái chỗ này chúng ta áp dụng định luật kiết khớp dòng tại các nút ABC. Thì đây là số liệu mình vừa tính xong, đúng không? Tôi quay lại cái slide có cái hình để mình nhìn cho nó dễ nè. Đây, thì cái dòng pha là IAB là đi từ A qua B. Dòng pha phức IBC lớn đi từ B tới C lớn, C lớn ha. Và dòng pha phức thứ ba là ICA lớn thì đi từ C lớn đến A lớn. Như vậy tại cái nút này thì dòng IA nhỏ A lớn dây đổ vào, dòng pha ICA lớn đổ vào và dòng I pha IA lớn B lớn thì chạy ra. Như vậy thì cuối cùng mình sẽ có IA nhỏ A lớn bằng IAB trừ ICA. Trong lý thuyết mình có nhắc cái tính chất này rồi. Và IB nhỏ B lớn nó sẽ bằng là IBC trừ cho IAB. Đúng không? Các cái dòng pha của những cái con số bị trừ và số trừ sẽ có chỉ số mở đầu và chỉ số chấm dứt sao cho nó trùng với chữ B ở đây. Thì IC nhỏ C lớn này nó sẽ bằng là ICA rồi nó mới trừ đi cho IBC. Cho nên cái này phải xem lại cái định luật kiết khớp trong trường hợp tải đấu tam giác và xét tại các cái nút ở trên đầu của tải tam giác để tìm cái tương quan giữa dòng dây phức với dòng pha phức. Tất cả những cái chuyện này trong lý thuyết mình có hết rồi chứ không phải mình chưa có. Rồi thì bây giờ chỉ cần áp cái công thức này vào rồi làm phép tính trừ hai số phức thì sẽ ra được các cái dòng dây phức ở đây. Được chưa? Rồi. Nhưng mà về mặt công suất phức thì ở đây mình nhớ là tải đấu tam giác, dòng pha mình biết, điện áp mà cấp lên mỗi cái nhánh pha mình cũng biết. Nhưng mà điện áp mà cấp lên mỗi cái nhánh pha của cái tải tam giác sẽ bằng đúng điện áp dây từ nguồn cung cấp. Nên phải nhìn cái mạch cho rõ để làm. Vậy thì đối với cái mạch tương đương mà một pha nãy mình vẽ đó thì cái pha thứ nhất AB này sẽ có điện áp cấp vô là điện áp dây VAB và dòng phức, dòng pha phức là IAB lớn thì đem VAB này nhân cho IA lớn B lớn phức liên hợp thì mình ra được cái công suất phức tiêu thụ bởi cái nhánh tam giác thứ nhất. Làm như vậy cho nhánh thứ nhì là BC và nhánh thứ ba là CA thì ra được ba cái công suất phức khác nhau. Dùng định luật bảo toàn công suất cộng tổng thì ra công suất phức tổng tiêu thụ bởi ba nhánh của cái tải tam giác không cân bằng. Và như vậy thì cái phần thực là công suất tác dụng tổng, phần ảo là công suất phản kháng tổng. Và cái góc pha gọi là tương đương với cái tải không cân bằng này là 47 độ 905.
Đó, cái đó là những cái tính chất mà mình cần chú ý. Được chưa? Ở đây tôi biến động cái bài toán này nhiều dạng khác nhau để chúng ta có thể hiểu được và chúng ta áp dụng được những cái nội dung của lý thuyết. Vì cái thời gian mình không có dài, cho nên mình không có thể làm những cái bài toán nhỏ, nó mất thời gian. Thành ra mình phải tập trung vào những cái nội dung. Mỗi cái bài toán là một cái nội dung, một cái hình thức của bài toán khác nhau. Cho nếu mấy em nắm được hết tất cả những cái nội dung và cách giải của những bài toán này, thì cho dù mấy em gặp những cái bài toán mạch ba pha cho theo kiểu gì đi nữa, thì chúng ta cũng có thể vận dụng để chúng ta giải được và xử lý được vấn đề. Rồi bây giờ bài tập số 7. Bây giờ đây là cái trường hợp, đúng không? Người ta cho cái nguồn ba pha đấu tình tam giác ha, cân bằng thứ tự thuận đấu hình tam giác và điện áp pha của nguồn. Pha nguồn đó, chính là cái điện áp pha của nguồn, là điện áp của mỗi cái nguồn áp này thì nó cũng chính là điện áp dây cấp tính tải. Thế đây là 240 nhân căn 3. Bây giờ cái tải này là đấu hình sao nhưng mà không cân bằng, đúng không? Cái tải ba pha này không cân bằng, đấu sao trong hay đấu tam giác, xin lỗi nha, cái này tôi viết sai nè, tôi sẽ sửa lại trên cái slide khi chuyển cho mấy em. ZAN này là 12 cộng 16G, ZBN là 8 cộng cho 8 căn 3G và ZCN là 10 căn 3 cộng 10G. Bây giờ xác định cái áp phức đặt ngang qua hai đầu của mỗi tải và dòng hiệu dụng qua mỗi pha của tải. Cái bài toán này là cái bài toán nguồn tam giác tại sao. Đó là dạng thứ ba trong cái dạng của lý thuyết. Vậy thì cái phương pháp giải ở đây chúng ta biết rằng không có dùng được phương pháp điện thế nút, mà cũng không nên giải bằng phương pháp dòng mắt lưới, vì nó sẽ phải giải hệ hai phương trình hai ẩn số. Mà cái cách làm dễ nhất đó là chuyển đổi cái nguồn áp từ tam giác về thành cái nguồn áp đấu theo cái dạng sau. Mình dựa theo tính chất quan hệ giữa áp dây với áp pha để mình suy ra. Và khi đưa được cái bài toán này về cái nguồn sao tại sao, thì như vậy bài toán này nó trở thành cái dạng đầu tiên của cái phương pháp theo lý thuyết. Thì chúng ta chỉ viết một phương trình điện thế nút mà xong. Như vậy cái đó là cái cách để xử lý cho cái trường hợp bài toán này. Và nếu bài toán này mà nó cân bằng thì nó còn dễ hơn nữa, là mình thay cái mạch đó nguồn sao tải sao cân bằng thành ba mạch một pha tương đương thì còn giải nhanh hơn nữa. Còn ở đây mình lấy cái bài toán nó hơi lắt léo một chút, tức là nó không cân bằng, thì như vậy phải giải một cái phương trình nha của phương pháp điện thế nút. À, vậy thôi, ngoài ra không có gì khác hết. Và khi nó cân bằng thì đương nhiên cái điện áp ở đây là sẽ bằng cái điện áp pha của nguồn. Nhưng mà nếu nó không cân bằng thì cái điện áp AN, BN, CN này chênh lệch, nó chỉ khác nhau ở cái điểm đó thôi, chứ ngoài ra không có gì đặc biệt hết. Rồi bây giờ tôi đổi ha. Nguồn áp VAB là 240 căn 3 30 độ. Đây, cái này là đầu bài cho nè, đúng không? Vậy thì mình nhớ là khi mình chuyển cái nguồn này sang nguồn sau, vậy thì cái điện áp VAB này chính là điện áp dây của cái nguồn sau đã được chuyển đổi ha. Thì như vậy đó, cái điện áp pha với dây tương ứng là khi nào có chỉ số mở đầu A giống nhau, vậy VAB và VAN là một cặp dây pha tương ứng. VBC và VBN là một cặp dây pha tương ứng, và tương tự cho C ha, VCA và VCN. Vậy thì nếu chuyển đổi như vậy và dựa vào cái điện áp VAB của cái nguồn đấu tam giác, thì trong cái nguồn đấu sao tương đương, cái điện áp VAN nhỏ hơn điện áp VAB về suốt căn 3 lần. Thì mình bớt căn 3 đi còn 240. Và theo lý thuyết á, thì nếu hệ thống thứ tự thuận thì áp dây sớm hơn áp pha 30 độ. Nói ngược lại,
trong hệ thống tứ tự thuận, áp pha chậm pha hơn áp dây tương ứng 30 độ. Vậy thì chỗ này mình sẽ trừ đi 30 thì nó ra 0. Mà có được cái điện áp này rồi thì cứ phân tiếp hai cái nguồn còn lại dựa theo cái số liệu đã ra. Thì như vậy chúng ta có được ba cái nguồn áp hình sao thay đổi là như vậy. Thì ở đây tôi muốn cho nó dễ, tôi cho 30 độ để cho mấy em dễ thấy. Còn nếu mà đi thi người ta cho 0 thì chỗ này là trừ 30, đúng không? Chỗ này trừ 150 và chỗ này trừ 270. Thí dụ như vậy. Thì bây giờ cái bài toán mà cái nguồn đấu tam giác chuyển thành nguồn sao thì nó trở thành bài toán này. Bài toán này thì ở đây là bài toán tổng quát, chỉ khác cái tổng trở đường dây bằng 0, cho nên mình viết cái phương trình điện thế nút ở đây cũng dễ dàng thôi. Nó thì cái phương trình điện thế nút của nó là như vậy. Rồi mình chuyển thành như vậy và thế số vô thì ra cái trung tính của cái tải nó trôi so với trung tính của nguồn tương đương là 51V. Và cái bài toán này tính giống như bài toán hồi nãy là VAN lớn bằng VAN nhỏ trừ VN lớn là trung tính, điện áp giữa trung tính của tải so với trung tính nguồn. Thì nó sẽ là ba bài toán này và nó có những mức điện áp ở đây. Thì cái này đã làm một lần ở cái bài toán trong thí dụ trước rồi, không? Tới đây nó làm cũng tương tự. Trên cái cách làm mình thấy rõ ràng là trong tất cả những bài toán tình huống điều chuyển về cái dạng đầu tiên nguồn sao tải sao, hoặc nguồn sao tải tam giác. Còn ngoài ra tất cả những cái phần còn lại thì mình đều chuyển đổi tương đương hết về hai cái dạng đầu tiên. Cho nên đó trong lý thuyết hai cái dạng đầu là quan trọng nhất. Rồi. Giờ tiếp theo. Đúng không? Thì người ta hỏi dòng qua mỗi cái pha của tải không cân bằng thì nó dễ rồi. Ở đây mình có thể mình tính ra IAN bằng VAN này chia ZAN. Cái VAN này là VAN mới tìm đó, mới chia cho tổng trở thì ra được cái dòng IAN, rồi đem điện áp mới VBN chia cho VZBN ra IBN. Thì các cái dòng này hoàn toàn không cân bằng và góc lệch cũng không phải lệch đúng 120 độ. Thì cái này cách giải là hoàn toàn dựa vào định luật ôm hay là định luật Kirchhoff, nhưng mà dùng dưới dạng phức, nhưng mà phải xử lý trên cái mạch điện và phải nhìn mạch điện để thấy được kết quả đó. Thì cái đó là cái nội dung, phải không, mà người ta vừa mới hỏi mình. Rồi bây giờ tới bài toán số 8. Bài toán số 8 á là một cái bài toán mà người ta lắp cái quách kế. Và mình cũng nhớ lại trong lý thuyết mình cũng khảo sát sơ sơ rồi, đúng không? Quách kế là một cái thiết bị mà dùng để đo công suất tác dụng. Và trong cái quách kế nó có hai cái cuộn dây, một cuộn dòng và một cuộn áp. Cuộn dòng thì đấu nối tiếp với tải và cuộn áp thì đấu song song với hai đầu tải. Rồi. Như vậy thì bây giờ ở đây đó, cái công suất tác dụng tiêu thụ bởi cái quách kế thì luôn luôn là chúng ta xác định cái thành phần, cái công suất mà nằm ở phía sau quách kế tiêu thụ là bao nhiêu. Vậy mình nhìn cái hình thứ nhất đi. Bây giờ mình nhìn cái quách kế thứ nhất đó, thì nó đương đo cái dòng dây I A nhỏ A lớn. Cuộn dây này nằm ngang thành ra do đó đây là một đầu, đây là một đầu. Cái đầu này đánh sao và đánh dấu cộng cũng được, đi ngang qua đây. Vậy cái phần này là phần cái phía tải phía sau. Nhưng mà cái điện áp thì nó lại lấy điện áp dây từ A nhỏ đến B nhỏ. Mà dòng thì đây là dòng dây, như vậy có nghĩa là cái tải của nó gồm có nguyên cái cụm này phía sau. Rồi một cái quách kế bên dưới này thì nó đo cái dòng điện đi qua đây là IC nhỏ C lớn. Nhưng mà cái điện áp thì nó lại đo điện áp là VBC, đúng không? Thì nó là cái cụm tải này. Như vậy thì bây giờ người ta hỏi mình
là cái số chỉ của mỗi quá kế đó là bao nhiêu, và sau đó tìm cái tổng số của cả hai quá kế mà nó chỉ thị, tức là đem hai cái giá trị của số đo của hai quá kế cộng lại. Rồi, nhưng mà ở đây đó thì bài toán này nó lại dễ, là tại vì nguồn này là đấu sao cân bằng, tổng trở đường dây không đáng kể, đúng không? Và cái tải này cũng đấu sao cân bằng. Như vậy có nghĩa là bây giờ muốn tìm cái số chỉ này mình phải dùng công suất phức, và mình coi nó đo cái dòng điện nào và nó đo cái điện áp dây nào, thì mình đem cái điện áp dây đó nhân cho dòng dây phức liên hợp thì sẽ ra cái số chỉ của mỗi quá kế. Rồi, như vậy thì có nghĩa là mình hiểu đầu tiên á, đó là cái ý nghĩa của cái cách tính số chỉ của quá kế. Thì bây giờ quay trở lại bài toán, đây là nguồn cân bằng, tải đấu sao cân bằng, vậy mình thay cái này bằng 3 mạch bộ pha tương đương, thì cái dòng mà dây phức này sẽ tính trên mạch bộ pha tương đương. Thí dụ như dòng IA nhỏ A lớn này sẽ được tính là bằng V hay là UAN chia cho ZB. Vậy mình ra được cái dòng phức ở đây. Bây giờ cái quách kế thứ hai nó lại đo cái dòng IC nhỏ C lớn, đúng không? Vậy thì nó rằng 254 là điện áp của cái nguồn UCN này nè, nhưng mà cái góc lệch pha là trừ 254 mới chia cho Z pha ở đây. Vậy thì nó sẽ ra cái con số là 24, áp cu măng là 83 độ 13. Thì mình suy ra được cái trị số dưới dạng đề cả dòng IC nhỏ C lớn bằng giá trị này. Bây giờ chỉ cần định áp dây thôi. Thí dụ như cái quách kế này nó đo áp dây là A nhỏ B nhỏ, mà UAN có rồi, đúng không? Cho nên cho đó mình sẽ suy ra UA nhỏ B nhỏ là 240 căn 3 ở đây, là áp dây sớm pha hơn áp pha tương ứng 30 độ và có suất lớn hơn căn 3 lần. Có chừng lộn cái này nha. Và cái điện áp dây tiếp theo đó là áp dây UBC, nó là áp dây thứ hai, thành ra nó sẽ chậm pha hơn cái áp dây UAB này là 120 độ. Thì đem 30 trừ 120 là trừ 90. Hệ thống này thứ tự thuận, đúng không? Thì như vậy bây giờ mình mới dùng cái cách tính công suất phức nè. Quát kế này là số chỉ là thành phần thực của công suất phức xác định bởi tích số UAB phức nhân cho IA nhỏ A lớn phức liên hợp. Đem cái này nhân vô đây. Vậy thì cái công suất phức này nó sẽ ra được số này. Vậy thì cái số chỉ đó là 3919,016, đúng không? Rồi, cái áp phức thứ hai đó là đo cái điện áp phức UBC nhỏ và dòng là IC nhỏ C lớn. Vậy đem UBC phức nhỏ này nhân cho IC nhỏ C lớn phức liên hợp, thì nó ra được kết quả ở đây. Thì cái con số này là trừ 9904,908. Thì cái này là cái số chỉ của cái quách kế thứ hai. Số chỉ này lại ra âm. Thì cái này không phải là sai đâu, mà cái này là trong mạch ba pha mà bắt cái quách kế này là bắt ngược, thành ra cái đó nó sẽ chỉ giá trị âm. Đó là cái chuyện bình thường chứ không có gì khác hết á. Nhưng mà tại vì mấy em chưa có làm toán, thành ra mấy em thấy cái con số này là mấy em sẽ bất chợt là mấy em nghĩ mình tính sai. Vì lúc nào mình cũng được nghe nói là B luôn luôn dương, nhưng mà cái này do quách kế một pha mà bắt trong cái lưới ba pha thì có thể xảy ra tình huống là nếu bắt lộn cái cực tính, tức là lộn đầu á, thì nó sẽ ra được số âm. Thành ra cái số chỉ của tổng hai quách kế này, cái dương cái âm cộng lại thì nó ra được là trừ 5985 quách. Đó là một cái hiện tượng trong thực tế có thể gặp. Được chưa? Cái đó là cái nội dung của bài toán. Như vậy thì cái mạch của mình đương đấu là cái mạch này, đúng không? Vậy thì có nghĩa là cái này là mình đương bắt ngược cái bộ dây UBC, là mình đương bắt ngược.
Thế bây giờ nếu mà mình bắt đúng thì mình sẽ thấy cái kết quả nó khác. Tức là chúng ta đảo đầu lại, chúng ta đo cái điện áp dây UCB, thì cái kết quả của hai anh chàng này nó mới phản ảnh một cái tính chất đặc biệt của cái công suất tác dụng. Tôi đổi hai cái đầu này lại nè, cái đầu chấm sao bây giờ ở trên, bây giờ đầu chấm sao xuống bên dưới, thì đương nhiên nó sẽ đo cái bộ dây điện áp này là đo từ C đi qua B, được chưa? Rồi thành ra cái đó mình lưu ý cái điểm đó, về nhà làm lại bài toán này như vậy. UBC hồi nãy của mình á, UBC của mình là 240 căn 3 trừ 90 độ. Vậy UCB của mình nó sẽ đảo thứ tự pha, đảo pha đi. Thì một là mình ghi là trừ 240 căn 3 rồi chỗ này là trừ 90 độ. Hoặc mình đảo là thì mình sẽ ghi là UCB bằng 240 căn 3 cộng 90 độ. Thì cái vector đó lật ngược hướng 180 độ. Rồi sau đó mình tính lại, và sau đó khi mình cộng hai cái công suất này lại, thì cái công suất tác dụng tổng này nó sẽ chỉ là tổng công suất tác dụng tiêu thụ bởi toàn bộ cái tải ba pha. Thì cái đó là một cái bài toán mà dùng hai cái quách kế một pha để đo cái công suất tiêu thụ của một cái tải ba pha. Cái đó là một cái chức năng đặc biệt của quách kế trong hệ thống ba pha. À, thì cái này biết thêm thôi, đi thi thì không ai mà hỏi khó như vậy đâu. Nhưng mà mình phải hiểu được cái cách tính và phải biết cái cách xử lý những cái vấn đề của cái bài toán mà khi xuất hiện cái quách kế. Rồi bây giờ còn một cái khoảng thời gian ngắn, phải không, thì mình lưu ý một cái bài toán này. Đây, bây giờ cho cái mạch nguồn ba pha cân bằng thứ tự thuận đấu sau, cái tải này không cân bằng đấu tam giác, tải này có những cái tính chất này. Bây giờ nếu giả sử bài toán có thêm cái tổng trở đường dây thì sao? Những cái bài toán trước của mình là không có tổng trở đường dây, thì bây giờ có hay không có tổng trở đường dây thì nó không ảnh hưởng đến tình hình gì hết. Đầu tiên là mình chuyển cái tải mà tam giác này, dù cho nó không cân bằng, mình có thể chuyển về cái tải đấu hình sao, và mình biến cái bài toán này về thành nguồn sao tải sao mà giải theo điều kiện không cân bằng. Nó chỉ vậy thôi, trên tất cả những cái phương pháp chung đều đúng hết, nhưng mà tùy cái tình huống nó sẽ là bài toán dễ hay bài toán khó, là tùy theo tải cân bằng hay không cân bằng. Trên cho đó khi nhìn thấy những bài toán này thì đừng có sợ nữa thì mới làm được. Chứ nếu mà mình nhìn vô mình thấy ổ này không cân bằng giải mệt lắm, thí dụ như vậy là mình đã có cái ý định là không biết có giải được không, thì chắc chắn giải ngồi là sai. Đây, tôi mang cái tải này tôi thay vô bằng cái tải đấu sao không cân bằng, đúng không? Chuyển đổi cái tải đó thì mình dùng cái công thức này. Đây, ở đây mình biết ZAB, ZBC, VCA, và bây giờ mình tính ZAN. Đúng ra ghi chữ A lớn thôi thì nó dễ thấy. Thì ở đây tôi ghi cái chữ A này thì nó bằng là ZAB nhân ZCA chia cho ZAB cộng BC cộng CA. Đây là công thức chuyển đổi từ tam giác sang sao, đúng không? Cái này xem lại lý thuyết. Thì ở đây do nó không cân bằng thì nó phải tính cái bài toán này nó hơi rắc rối một chút. Rồi, thì như vậy mình nhớ cái thứ tự quán dị dòng là ABC, ABC, đúng không? Thì như vậy mình làm toán cho nó dễ. Thì như vậy khi mình thế vô ở đây mình giải ra được thì ba cái tải này thay tương đương đấu sao nhưng mà không cân bằng, nó có mấy cái trị số này. Thì cái này là nói thêm thôi để hiểu cái phương pháp, chứ đi thi thì người ta không dám cho cái này đâu. Tại vì mấy em thấy ở đây nếu cho bài toán này mấy em giải mệt lắm, 16 độ, 26 là thấy bấm máy tính là mệt rồi đó, đúng không? Thành ra khi tới đây mà ra được bài toán này thì muốn tính được cái gì tiếp theo thì người ta chỉ cần giải một phương trình thôi, là phương trình điện thế nút, đúng không? Tất cả mọi thứ đều dựa trên phương trình này.
sau khi tính được cái điện thế tại cái nút này có nó lệch bao nhiêu. Thì đối với cái trường hợp với cái tải này thì nó lệch rất lớn, 142V. Là mình thấy bài toán này nó lệch xa lắm ha, trung tính nguồn với trung tính tải, nếu cái tải tổng trở này không cân bằng. Thì như vậy từ ở chỗ này chúng ta mới bắt đầu chúng ta tính toán tiếp nha. Trình tự tính toán thì như vậy đó, mình nhớ chuyển đổi cái tải từ sao tam giác sang sao, áp dụng phương pháp điện thế nút tính cái điện thế ở đây. Bây giờ dòng dây phức cắm tính tải thì như vậy, mình nhìn thấy ở đây dòng dây phức cắm tính tải thì trong cái biểu thức phương trình này thì cái này chính là dòng I A lớn A nhỏ, đây chính là dòng I B lớn B nhỏ, có chừng lộn thứ tự nha, nhớ cái chỉ số. Và dòng ở đây là I C lớn C nhỏ. Cho nên nếu mà muốn tính cái dòng I A nhỏ A lớn thì mình phải lật ngược cái tử số này lại quán dị, thì mình sẽ ra được U A N. Và khi có được cái áp phức trên mỗi pha này rồi thì mình sẽ thấy được cái điều kiện điện áp không cân bằng. Rồi ở đây mình tính dòng I A nhỏ A lớn, I B nhỏ A lớn ha. Thì như vậy mình sẽ ra được kết quả ở đây. Cái này về xem lại thôi chứ còn cái này cũng không có quan trọng lắm. Thì khi vậy khi tính ra thì cái điện áp VAN ha, nó sẽ là như vậy, VBN là như vậy, VB VCAB đó thì bằng VAN trừ VBN. Thì cái điện áp VAB ở đây đó thì nó sẽ là 3369. Đây là cái mạch tương đương là áp pha. Còn cái mạch ban đầu là áp dây vì tải đấu tam giác. Cho nên mình tính lại cái điện áp ứng với cái tải tam giác thì phải tính điện thế tại cái nút A so với nút B, rồi phải tính B với C, rồi C với A. Thì như vậy cái bài toán đó nó sẽ ra được những cái kết quả tương ứng với những cái tình huống không cân bằng khác nhau. Thì cái đó là cái nội dung của các cái phương pháp giải những cái bài toán mạch xoay chiều 3 pha. Thì mấy em cũng hiểu một điều là do cái điều kiện của mình nó không có thoải mái, chương trình nó rất là xích, và đồng thời cái buổi giảng nó cũng bị zip lại. Mặc dù nói là 60 tiết chứ thật sự chúng ta chỉ còn có 44 tiết thôi. Thành ra do đó đa số tất cả những phần còn lại thì theo chuẩn của nhà trường là phải làm sao giúp mấy em cái tài liệu để mấy em tự học. Cái sự chênh lệch giữa cái giảng online và cái giảng 60 tiết thực tế theo lý thuyết thì nó cũng có hơi khác. Và chính như vậy thì những cái bài toán nó phải làm sao nó cô đọng được những vấn đề đó. Thì cái đó là cái điều mà mình phải chú ý.